Nhan sắc đỉnh cao của Phạm Băng Băng thách thức mọi kiểu tóc. Phạm Băng Băng gây ấn tượng với phong cách retro khi xuất hiện trong những hình ảnh mới nhất. Mới đây, Phạm Băng Băng xuất hiện trong tạp chí Wonderland của anh, số xuất bản mùa xuân 2020, nữ diễn viên gây chú ý với những bức ảnh theo phong cách retro. Với mái tóc tổ ong kinh điển của phụ nữ quý tộc những thập niên trước. Với gương mặt nhỏ nhắn và xinh đẹp, cô mang tới thần thái quyến rũ và cá tính cùng vẻ mặt sắc lạnh. Thời gian gần đây, nữ diễn viên họ Phạm tích cực trở lại trong các bộ ảnh thời trang. Và đều gây ấn tượng bởi sắc vóc của mình. Với gương mặt nhỏ, và mang nét sắc sảo, nhan sắc của cô thách thức mọi kiểu tóc. Phạm gia quen thuộc với khán giả qua những hình ảnh nữ tính với mái tóc dài lượn sóng. Tôn lên làn da trắng bóc và, và chiếc cổ cao. Tuy nhiên, cô cũng là người chịu thay đổi phong cách. Kim Tỏa, từng gây bất ngờ khi cắt phăng mái tóc dài, để theo đuổi tóc ngắn đầy cá tính, ngay cả khi, để kiểu tóc tomboy diễn viên sinh năm 1981 cũng được khen ngợi về vẻ ngoài soái ca của mình. Ngay cả khi cắt tóc ngắn, Phạm Băng Băng được nhiều người khen ngợi trẻ hơn tuổi thật sau thời gian bị ghẻ lạnh. Vì si căng đan trốn thuế, cô đang dần trở lại làng giải trí khi xuất hiện trong nhiều sự kiện. Hãy viết đôi điều về video này dưới phần bình luận nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.